Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, tập 438-439. Có những cường giả do những hào môn bản thổ đỉnh tiêm của Thiện Thành phái tới, cũng có thêm những cường giả từ Hoài Thành Phủ và thậm chí một số cường giả không rõ danh tính. Tất cả đều là hướng về phía Mục Phủ giết đến. Tất cả những cường giả trong Mục Phủ đều đã được xuất chiến, và chỉ còn lại một số cường giả trong đội Ảnh Tử hộ vệ đang bảo vệ kiếm khách bóng đêm đột phá. Dương Thành nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Bây giờ, thực lực của anh vẫn còn quá yếu, chỉ là thực lực của siêu phàm thất cả đỉnh phong, mà tại bên trong Mục Phủ đã có 7-8 cường giả siêu phàm cửu cảnh đang giao chiến với nhau. Ngoài ra, còn có hơn 20 cường giả siêu phàm bát cảnh có mặt tại đây. Uân! Đúng lúc này, ầm một tiếng thật lớn, thân thể Dược Vương trực tiếp nặng nề mà đập mạnh xuống đất. Trên mặt đất, trong nháy mắt lõm xuống dưới một cái hố thật sâu. Những cường giả trong đội Ảnh Tử hộ vệ vốn đang thủ hộ cho kiếm khách bóng đêm ở đây, vừa nhìn thấy Dược Vương bị một thần chủ một kích đánh ngã xuống đất, bọn họ lập tức cùng nhau lao tới, nhắm thẳng vào thân thể Dược Vương, điên cuồng phát động tiến công. Bùm 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 bùm. Trong lúc nhất thời, hàng chục đòn mạnh nhất từ đám cường giả siêu phàm cửu cảnh cùng nhau giáng xuống thân thể Dược Vương. Những cường giả trong đội Ảnh Tử hộ vệ được đào tạo bài bản và không hề ham chiến. Mỗi người đều là bộc phát ra một kích mạnh nhất, liền trong nháy mắt lui ra phía sau. Chỉ cần nhóm này vừa rút ra, thì ngay lập tức sẽ có những cường giả khác lao tới, tung đòn. Trong lúc nhất thời, Dược Vương còn không có sức để đánh trả, đã bị những cường giả trong đội Ảnh Tử hộ vệ có thực lực siêu phàm cửu cảnh tấn công điên cuồng. Chết đi cho ta! Một thần chủ bỗng nhiên gầm thét một tiếng, ông như là thiên hàng thần binh, tự tay cầm một thanh trường đao, hướng phía Dược Vương một đao bổ thẳng xuống. Cang! Thanh trường đao xả xuống trên người Dược Vương, phát ra một tiếng va chạm kim loại giòn tan. Chỉ nhìn thấy xuất hiện một tấm che bằng kim loại sáng bóng xuất hiện trước mặt, trước ngực Dược Vương. Mọi người đều sững sờ, kinh ngạc đến ngây người. Giết! Một thần chủ gầm lớn một tiếng, lại một đao chém xuống. Cang 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 cang. Mười mấy nhát đao xả xuống, chém vào cùng một vị trí trên ngực Dược Vương. Trường đao trực tiếp bị gãy thành 2-3 đoạn, mà rốt cục vắt ngăn bằng kim loại trên ngực Dược Vương cũng bị chém đứt. Quả nhiên, có một cổ năng lượng cường đại từ trong lồng ngực của hắn lan tràn ra. Không tốt, hắn muốn bạo tạc nổ tung rồi. Tất cả mọi người, lùi lại ngay phía sau, ngay lập tức. Một thành chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía sau, nhanh chóng lùi lại. Những cường giả trong đội Ảnh Tử hộ vệ cũng lùi ra ngay lập tức. Vào lúc nghe được mệnh lệnh của một thành chủ, Dương Thành cũng thân hình khẽ động, nhảy lui về phía sau mấy chục mét. Quân! Một tiếng nổ thật lớn lan ra bốn phương tám hướng, đại địa dường như đang rung chuyển. Sau vụ nổ khủng khiếp này, chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm nơi Dược Vương nằm vừa rồi. Thân thể Dược Vương ở trong vụ nổ đã hoàn toàn biến mất. Trên mép hố lớn này còn có một vài thi thể của cường giả Mục Phủ, bởi vì né tránh không kịp bị nổ chết ngay tại chỗ. Cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Mục Hoa nhìn cái hố to lớn. Nhưng vào lúc này, một thành chủ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không được, kiếm khách bóng đêm. Vừa nghe thấy giọng nói của ông ta, vẻ mặt của Dương Thanh cũng thay đổi rõ rệt. Chỉ thấy căn biệt thự mà kiếm khách bóng đêm đang ngồi đột phá đã bị nổ tung vỡ ra làm đôi. Bên trong căn phòng lúc trước vẫn còn một luồng khí thế võ đạo kinh khủng lan tràn ra. Nhưng vào lúc này, bên trong căn phòng đó chỉ còn có một cổ khí tức võ đạo vô cùng yếu ớt mà thôi. Không chỉ có như thế, những đám mây đen đang bao trùm bầu trời phía trên Mục Phủ cũng đã hoàn toàn tan biến. Vừa rồi Dược Vương bạo tạc nổ tung, uy lực kia
quá mức cường đại. Ngay cả cường giả siêu phàm cửu cảnh cũng vô pháp ngăn cản. Và vị trí của vụ nổ vừa rồi là gần dinh thự mà kiếm khách bóng đêm đang ngồi đột phá. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh chợt nhiên trùng xuống. Một khi kiếm khách bóng đêm xảy ra chuyện, Mục Phủ cũng liền xong đời. Đến khi đó, anh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Và lúc này, một tiếng cười sảng khoái đột nhiên vang vọng toàn bộ Mục Phủ. Trong giây tiếp theo, đã nhìn thấy Hoài Thành Chủ xuất hiện trong căn biệt thự, trước căn biệt thự mà kiếm khách bóng đêm đang đột phá. Hắn ta nhìn vào bên trong căn biệt thự, cười thật lớn nói ra: Mục Thành Chủ, cuộc đột phá của kiếm khách bóng đêm đã bị gián đoạn, và cơ thể của hắn ta đã bị tổn thương trầm trọng. Với cơ thể tàn tật của ngươi, làm thế nào ngươi có thể đánh bại được ta đây? Sự xuất hiện của Hoài Thành Chủ đã làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lúc này, Mục Thành Chủ đã xuất hiện bên cạnh kiếm khách bóng đêm. Kiếm khách bóng đêm máu me đầy người, khí tức trên thân cũng 10 phần yếu ớt. Bộ quần áo đen ban đầu của kiếm khách bóng đêm cũng đã rách tả tơi. Hiển nhiên vừa rồi, ông đã bị trọng thương bởi sức uy lực đáng sợ vừa rồi của Dương Việt Vương. Dương Thanh cũng nhìn về phía Hoài Thành Chủ, lập tức mặt xám như tro bởi vì phẫn nộ. Anh siết chặt hai nắm tay. Anh đã dự đoán trước rất nhiều khả năng, nhưng anh không thể lường trước được khả năng hiện tại. Thời điểm kiếm khách bóng đêm đột phá, tuy không bị người xông phá vòng vây giết đi vào, nhưng lại bị phá vỡ bởi sức mạnh vụ nổ của Dược Vương, đã làm gián đoạn cuộc đột phá và gây ra trọng thương nghiêm trọng. Người cảm thấy như thế nào? Một thành chủ không hề để ý tới Hoài Thành Chủ, nhưng lại nhìn về phía kiếm khách bóng đêm bên cạnh. Trên mặt ông lộ ra tràn đầy lo lắng. Kiếm khách bóng đêm lắc đầu nhẹ nhẹ, không nói gì. Hoài Thành Chủ ha hả cười lớn nói: Mục Thành Chủ, ngươi cho rằng kiếm khách bóng đêm hiện tại bộ dạng như thế này còn có thể tốt hơn được sao? Hắn tại thời điểm đột phá gặp trọng thương như thế, làm sao lại có thể không có việc gì được chứ? Mục Thành Chủ cả giận nói: Ngươi câm miệng lại cho ta. Nụ cười trên mặt Hoài Thành Chủ giảm bớt, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc bén, híp mắt nhìn chằm chằm Mục Thành Chủ nói ra: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Dựa vào tình trạng hiện tại của Mục Phủ các ngươi, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại có thể cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngày sau thần phục với ta, ta liền để cho ngươi tiếp tục làm thành chủ của Thiện Thành. Ngoại trừ việc ngươi đầu hàng ta, hết thảy đều giống như trước kia. Đối với ngươi mà nói, cũng không hề có cái tổn thất gì. Thấy như thế nào? Một thành chủ nghiến răng nghiến lợi nói: Muốn để ta cúi đầu trước ngươi sao? Cho dù ta có chết cũng không thể. Hoài Thành Chủ híp mắt nói ra: Nói như vậy, ngươi là dự định muốn cùng ta tiếp tục đấu tiếp hay sao? Nhưng là dựa vào tình hình hiện tại ở Mục Phủ ngươi, các ngươi có thể đánh bại được ta hay sao? Bên cạnh hắn ta còn bao quanh 10 mấy tên cường giả siêu phàm cửu cảnh, cường giả siêu phàm bát cảnh càng nhiều hơn. Hiển nhiên, hắn không chỉ đem theo những cường giả hàng đầu của Hoài Thành Phủ, mà còn có những cường giả của những gia tộc đỉnh tiêm Hoài Thành. Thậm chí, một số gia tộc đỉnh tiêm của Thiện Thành cũng dẫn theo cường giả gia tộc thần phục với Hoài Thành Chủ. Có thể nói, hiện tại trong Thiện Thành, tất cả các thế lực đỉnh tiêm, ngoại trừ Mục Phủ, đều đã quy phục Hoài Thành Chủ. Đối với Mục Phủ mà nói, đây quả thực chính là tuyệt cảnh. Mặc dù Mục Phủ có rất nhiều siêu phàm cửu cảnh và cường giả siêu phàm bát cảnh, nhưng họ vẫn kém xa so với những cường giả đứng sau lưng Hoài Thành Chủ. Một khi hai bên xảy ra đại chiến, Mục Phủ gần như không có cơ hội chiến thắng. Dương Thành nắm chặt hai tay, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Lão Cửu lúc này cũng túc trực bên cạnh anh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hoài Thành Chủ lúc này mới nói ra: Mục Thành Chủ, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Ta có thể cho ngươi thêm 1 phút đồng hồ. Nếu như ngươi vẫn chưa quyết định được, thì đừng trách ta không khách sáo.
Mộ thành chủ không nói thêm lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm Hoài thành chủ. Kiếm khách bóng đêm bên cạnh ông cũng không nói một lời nào, đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, dường như muốn tranh thủ một chút thời gian để cho mình khôi phục một chút thực lực. Tuy nhiên, trước mặt đám cường giả của Hoài thành chủ, kiếm khách bóng đêm đã bị gián đoạn đột phá, mà thân lại bị trọng thương. Coi như còn sống, cũng là một phế nhân có thực lực thấp. Căn bản cũng không có ai thèm để ý tới ông ta. Một thành chủ liếc mắt nhìn kiếm khách bóng đêm bên cạnh. Ánh mắt lại quét qua đám cường giả của một phủ chung quanh. Cuối cùng rơi vào trên thân Hoài thành chủ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hoài thành chủ, ngươi đã được rất nhiều tiện nghi. Bây giờ bên trong Hoài thành, trừ mục phủ của chúng ta, ngươi xem như đã đạt được hết thảy. Vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Hoài thành chủ cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải đang nói nhảm hay sao? Đã ngươi cũng rõ ràng, trừ mục phủ, ta đã được hết thảy ở thiện thành. Đã như vậy, ta tại sao phải để cho mục phủ của ngươi được sống chứ? Ta nguyện ý cho mục phủ ngươi cơ hội, cũng xem là ở ngươi thực lực cường đại, có tư cách đi theo cùng ta. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy hay sao? Được rồi, thời gian một phút đồng hồ đã hết, ngươi suy xét như thế nào? Dứt lời, một cổ khí thế võ đạo cường đại từ trên người hắn lan tràn ra. Một thành chủ hít một hơi thật dài, trong mắt ông hiện lên một tia điên cuồng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoài thành chủ nói ra. Người rõ ràng cũng đang cân nhắc quyết định, muốn hay không muốn động thủ với mục phủ của chúng ta. Hai chân của ta, mặc dù chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng ta cũng là một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, hàng thật, giá thật. Nếu như ngươi bức ép ta, ta cùng ngươi liều chết một trận chiến, coi như không giết được ngươi, cũng có thể khiến cho ngươi bị trọng thương. Nếu như ngươi bị ta đánh trọng thương, mục phủ hôm nay chính là Hoài thành phủ ngày mai. Hoài thành chủ không những không giận mà còn cười lớn. Ngươi ngược lại còn dám uy hiếp ta sao? Một thành chủ vẻ mặt lãnh đạm. Đây đều là do ngươi ép buộc ta mà thôi. Khí thế võ đạo trên người Hoài thành chủ vẫn không hề suy giảm. Khí thế võ đạo trên thân một thành chủ cũng đột nhiên bùng nổ, đối đầu với Hoài thành chủ. Trong lúc nhất thời, lâm vào thế bế tắc. Đúng như lời một thành chủ vừa nói, nếu như ông liều chết một trận chiến, coi như giết không được Hoài thành chủ, cũng có thể gây ra trọng thương cho Hoài thành chủ. Bây giờ Dược Vương đã bạo tạc nổ tung. Bên trong Hoài thành phủ cũng chỉ có Hoài thành chủ là một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đối đầu với ông mà thôi. Nếu như hắn ta bị thương nặng, thì sẽ có những thế lực khác cùng cấp độ này đi đối phó với Hoài thành phủ. Những cường giả trong một phủ không một ai chịu lùi bước, và tất cả bọn họ đều tràn đầy tinh thần chiến đấu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong đám người, Dương Thanh và Lão Cửu cũng đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoài thành chủ chậm chạp hạ không được mệnh lệnh động thủ đối với một phủ. Nếu như Dược Vương còn sống, hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ do dự nào. Nhưng là hiện tại, Hoài thành phủ chỉ có một mình hắn có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, hắn cũng không dám đánh cược. Trừ khi trước đó, khi một thành chủ và Dược Vương đánh nhau, ông đã bị ảnh hưởng, nhận trọng thương nặng nề, thì lúc này Hoài thành chủ mới có thể kết thúc trận chiến. Hoài thành chủ lại lần nữa hỏi, một thành chủ, người xác định không chịu thần phục với ta sao? Một thành chủ lắc đầu, cũng không thèm nói một câu vô nghĩa. Khí thế võ đạo trên người ông không hề suy giảm, cũng đã là một câu trả lời cho hắn rồi. Tốt, người rất tốt. Hoài thành chủ đột nhiên phá lên cười. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền tạm thời thả cho mục phủ một con đường sống, nhưng là ta muốn dẫn Dương Thanh đi. Dùng một người ngoài không quan hệ gì cùng mục phủ, đổi lại sự an toàn cho mục phủ của ngươi. Đối với một thành chủ ngươi mà nói, cũng không hề thua thiệt, đúng không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên thân một thành chủ.
Mộ thần chủ cũng không nghĩ tới, Hoài thần chủ vậy mà thực sự đưa ra yêu cầu như vậy. Thần chủ chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Mục phủ của chúng ta căn bản cũng không cần vì một ngoại nhân như thế mà cùng Hoài thành phủ liều chết đánh nhau. Ngài hãy đem Dương Thanh giao ra đi. Đúng vậy. Sở dĩ mục phủ của chúng ta xảy ra chuyện như hiện tại là bởi vì Dương Thanh này. Hắn đã liên lụy đến mục phủ của chúng ta. Và chúng ta đã hy sinh không biết bao nhiêu cường giả. Mục phủ của chúng ta đã làm rất nhiều chuyện vì hắn rồi. Ngài hãy đem hắn giao ra đi. Thanh chủ, đem Dương Thanh giao ra đi. Trong lúc nhất thời, người của mục phủ bắt đầu nhao nhao mở miệng nói ra. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý muốn đem Dương Thanh giao ra. Bên trong khoảng sân rộng lớn của mục phủ, tất cả mọi người đều đang hô to để mục thành chủ đem Dương Thanh giao ra. Dương Thanh siết chặt hai nắm tay, thời điểm nhìn về phía Hoài thành chủ, trong mắt anh tràn ngập sát ý mãnh liệt. Mặc dù người trong mục phủ đang kêu gọi mục thành chủ đem anh giao ra, nhưng anh cũng không có chút nào oán hận người mục phủ. Tuy rằng mục thành chủ cũng có mục đích khi đối phó với Hoài thành chủ, nhưng cũng là coi trọng người sau lưng anh mới có thể chủ động cùng anh giao hảo, thậm chí để anh trở thành trưởng lão danh dự của mục phủ, còn thu nhận Phùng Tiểu Uyển làm cháu gái cưng. Tuy nhiên, đối với những người bình thường ở mục phủ thì họ cũng không rõ ràng. Theo bọn họ nghĩ, chính Dương Thanh đã làm liên lụy ảnh hưởng đến mục phủ. Hơn nữa, Dương Thanh cũng chỉ là cùng mục thành chủ có giao tình. Với những người đang đòi giao nộp anh, cũng không có bất kỳ giao tình gì. Bây giờ mục phủ đang bị đe dọa. Bọn họ muốn đem Dương Thanh giao ra, cũng có thể hiểu được. Lão Cửu đứng ở bên cạnh Dương Thanh, toàn thân chiến ý phun trào, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lúc này mục thành chủ cũng nhìn về phía Dương Thanh, trong mắt ông hiện lên thần sắc phức tạp. Hoài thành chủ một mặt hài hước nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra. Ngươi cho rằng chạy thoát khỏi Hoài thành phủ của ta thực sự có thể thoát khỏi sự khống chế của ta hay sao? Hiện tại còn không phải một lần nữa bị ta nắm ở trong tay hay sao? Dương Thanh hai mắt nhìn chằm chằm về phía Hoài thành chủ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thực sự cho rằng mình có thể khống chế được tất cả hay sao? Nếu như ta chết đi, ngươi cho rằng sư phụ của ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Bây giờ tại Hoài thành phủ chỉ có ngươi, một cường giả siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Coi như sư phụ của ta không giết được ngươi, cũng có thể gây trọng thương cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ đối mặt với cái gì? Ngươi có phải là biết rõ hơn ta hay không? Hoài thành chủ khinh thường cười một tiếng. Ngay cả con sâu cái kiến cũng dám uy hiếp ta. Thật là thú vị. Dương Thanh lạnh giọng nói ra. Ta chẳng qua chỉ là đang giải thích một sự thật. Ngươi biết rất rõ sư phụ của ta mạnh như thế nào. Ngươi sở dĩ điên cuồng truy sát ta cũng không phải bởi là vì kiêng kỵ sư phụ của ta, cho nên mới muốn đem ta nắm ở trong tay, dùng điều này để uy hiếp sư phụ của ta hay sao? Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý dẫn người rời đi, ta có thể buông xuống cừu hận, ân oán giữa ta và ngươi cũng có thể được xóa sạch. Hoài thành chủ trong mắt lóe lên một đạo sát ý mãnh liệt. Ngươi đây là đang muốn chết, dám nói điều kiện với ta, ngươi còn chưa có tư cách đâu. Dương Thanh biết bây giờ có nói cái gì cũng vô ích. Hoài thành chủ đối với mình sát niệm cực lớn, sợ là hắn đã nghĩ đến biện pháp đối phó với sư phụ vô danh của mình. Nếu không thì Hoài thành chủ sẽ không kiên trì như vậy. Mục thành chủ, bây giờ ta liền phải dẫn hắn rời đi. Nếu không muốn mục phủ thương vong nặng nề, người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Hoài thành chủ bỗng nhiên nhìn về phía mục thành chủ, một mặt cảnh cáo nói. Nói xong, hắn vung tay lên, phân phó. Đem Dương Thanh mang đi cho ta. Vâng. Một cường giả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ bước ra, trực tiếp đi về phía Dương Thanh. Lão Cửu lập tức đứng chặn trước mặt Dương Thanh, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, đối với Dương Thanh phía sau lưng nói ra. Ta sẽ liều chết cản bọn hắn lại, ngài hãy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.
Dương Thanh cười khổ. Cửu gia, cường giả siêu phàm cửu cảnh nhiều như vậy, ngài cảm thấy ta có thể rời đi hay sao? Lão Cửu im lặng trong chốc lát, một cổ khí thế võ đạo bạo phát từ trên người ông lan tràn ra. Ông nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần có hy vọng, đừng để nó trôi qua. Lời nói vừa dứt, dưới chân ông khẽ động, đột nhiên lao tới một tên cường giả Hoài Thành phủ, có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đi tìm cái chết. Tên cường giả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ của Hoài Thành phủ cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong của ngươi, cũng muốn ngăn cản Đông Phương Nguyên ta sao? Tiếng nói vừa dứt, khí thế võ đạo trên người Đông Phương Nguyên đột nhiên bộc phát, bóng người lóe lên, xông vào đối chiến. Quân! Trong một giây tiếp theo, Đông Phương Nguyên đã một quyền đánh thẳng vào ngực Lão Cửu. Nhưng Lão Cửu thậm chí còn chưa kịp chạm vào đối thủ, thân hình đã trực tiếp lui về phía sau 7-8 bước. Một kích mà thôi, lập tức phân ra cao thấp.